về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng đưa. Trời thu điều hiu, sương mờ răng lối đi. Bùi ngùi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh, khi lìa xa tiếc thương rơi dòng trâu. Nhìn ngôi chùa xưa, bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai, trên thềm rêu phủ xanh. Hồng trần muôn sầu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi vị tha, khiến đời chung đắm say tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê. Từ biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Đến khỏi hương trầm, dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây, hương hạnh con gắn theo. Lời khuyên ngày nào, tâm từ con gắn trao. Tình thầy như trời cao, em đêm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Chương trình sáng hôm nay xin là kính cung kính tri tôn đức và trân trọng kính mời quý quan khách cùng toàn thể quý nam cùng phật tử đồng hướng lên trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi bàn chứng minh chúng con kính cung thỉnh tòa hòa thượng đạo hiệu Thích Chân Minh, hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Năng, thượng tọa đạo hiệu Thích Thiện Cử, thượng tọa đạo lễ pháp xin an tọa nơi bàn chứng minh thứ nhất và nơi bàn chứng minh thứ hai. Xin kính cung thỉnh đại đức đạo hiệu Thích Chân Trí, đại đức đạo hiệu Thích Lợi Nhân, đạo đức đạo hiệu Thích Ngộ Vương và đại đức đạo hiệu Thích Chí Khả xin an tọa nơi bàn chứng minh thứ hai. Và kính cung thỉnh chư tôn đức tăng an tọa giải bàn phía bên tay trái từ bàn chứng minh nhìn xuống và nối tiếp bàn chư tôn đức tăng là cung thỉnh chư tôn đức ni an tọa. Trân trọng kính mời toàn thể hội trường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm và ổn định. Xin phép chư tôn đức, quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng để tiến hành buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Hưng Quang sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung, chư tôn đức tăng cùng chư tôn đức ni, kính thưa quý quan khách lãnh đạo chánh quyền các cấp, kính thưa quý thân hữu tôn giáo bạn, kính thưa quý nam nữ Phật tử, trên tinh thần chúng con kính nghe mái chùa hồn nước hồn non, hồn dân tộc Việt chon don mái chùa. Nước non thuận gió hòa mưa, dân an nước thịnh mái chùa thêm sinh. Kính bạch chư tôn đức, tâm niệm muôn thở của người con Phật đó là hoằng pháp di gia dù, lợi sanh di sự nghiệp. Luôn luôn xem trọng trách hoằng pháp độ sanh làm kim chỉ nam cho đời sống tu hành của chính tự thân,
và đó cũng chính là bản hoài của chư Phật và lịch đại chư vị tổ sư qua bao thế hệ truyền thừa. Xuất phát từ tinh thần cơ bản đó, bao mái chùa đã xuất hiện giữa lòng nhân thế, cũng không ngoài mục đích hướng con dẫn cho con người tìm về chánh đạo, tu tâm dưỡng tánh, ngõ hầu xóa dần những hệ lụy thương đau của cuộc đời. Và sự hiện hữu của ngôi chùa Hưng Quang nơi đây cũng nhằm một mục đích nêu trên: dân mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hơn thế nữa, ngôi chùa còn là nơi di dưỡng đời sống tâm linh của người con Phật, đồng thời là một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng nhân thế, tràn đầy tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Muốn lưu giữ nét đẹp và tông phong, đồng thời phát huy nền tảng chánh pháp của đạo Phật đi sâu vào quần chúng, thì cần có những bậc sứ giả của Như Lai dám phát lên mình chiếc áo trụ pháp dương gia trì Như Lai tạng. Hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Đinh Dậu, tại đạo tràng chùa Hưng Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung cùng môn nhân bổn tự long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm chủ trì và lễ tưởng niệm tiểu tường cố ni sư tiền nhiệm chủ trì, cũng là vị tiền đồ của Phật pháp, vì sự nghiệp truyền thừa của ngôi chùa Hưng Quang đã trải qua bao thế hệ. Chư tôn đức cùng quý quan khách Phật tử xa gần câu hội về đây cùng nhau xây dựng trang nghiêm ngôi nhà chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại. Theo tinh thần hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mỗi tự viện đều có người quản lý điều hành Phật sự, truyền thừa chánh pháp, thể theo nguyện vọng của tông môn, sự đề đạt của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung, cùng ý kiến chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Nội vụ qua công văn số 1389 ngày 13 tháng 7 năm 2017. Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định chính thức bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Như Minh, thế danh Nguyễn Thị Loan, đảm nhiệm chủ trì chùa Hưng Quang, xã Tân Phước, huyện Lai Dung. Giờ đây, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được tuyên bố lý do của buổi lễ. Kính chúc sức khỏe đến chư tôn đức, quý quan khách và toàn thể đạo tràng. Chúc buổi lễ bổ nhiệm được thành công viên mãn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, trước khi chính thức đi vào nội dung của buổi lễ bổ nhiệm chủ trì sáng hôm nay, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, oai thần Tam Bảo và lịch đại chư vị tổ sư của chùa Hưng Quang gia hộ cho đức lực, trí lực của vị tân trụ trì được hanh thông trên mọi Phật sự. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức, trân trọng kính mời quý quan khách và toàn thể đạo tràng đồng đứng lên niệm Phật cầu gia hộ. Kính cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh khởi niệm. Nam mô quý quan khách và toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình của buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Hưng Quang sáng hôm nay
với những nội dung như sau: một, câu hỏi đạo tràng; hai, tuyên bố lý do; ba, niệm Phật cầu gia hộ; bốn, thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự; diễn văn khai mạc; tuyên đọc quyết định bổ nhiệm chủ trì; trao quyết định cho tân chủ trì; phát nguyện thọ nhận nhiệm vụ của tân chủ trì; đạo từ của hòa thượng chứng minh; tặng quà lưu niệm; cảm tạ của ban tổ chức; và hồi hướng kết thúc. Trên đây là nội dung của buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Hưng Quang sáng hôm nay. Chúng con kính thông tri đến chư tôn đức, quý quan khách và toàn thể đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, quan lâm về để chứng minh cho buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Hưng Quang tại xã Tân Phước, huyện Lai Dung sáng hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung đón chư tôn đức, ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự Phật giáo huyện Lai Dung, chư tôn đức tăng ni chủ trì các cơ sở tự viện, quý quan khách cùng quý nam nữ Phật tử. Giờ đây trước hộp đạo tràng trang nghiêm, chúng con xin được cung kính giới thiệu, nơi bàn chứng minh thứ nhất, hòa thượng Thích Chân Minh, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn. Xin được cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Năng, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni. Xin được cung kính giới thiệu thượng tòa Thích Thiện Ngữ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung, trưởng ban tổ chức. Xin được kính giới thiệu thượng tòa Thích Lệ Pháp, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Nơi bàn chứng minh thứ hai, xin được kính giới thiệu đại đức Thích Chân Trí, trưởng ban kinh tế tài chính tỉnh hội, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Lệ Nhật, trưởng ban thông tin tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp, trưởng phó ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Đạt Ma Ngộ Hương, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Trí Khả, phó ban trị sự Phật giáo huyện Cao Lãnh, phó văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Xin được kính giới thiệu thượng tòa Thích Thiện Sang, phó ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Huệ Nghiêm, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, phó ban thông tin truyền thông tỉnh hội. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Thiện Chí, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Nguyên Đồ, chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Xin được kính giới thiệu đại đức Thích Huệ Pháp, chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cao Lãnh. Và xin được kính giới thiệu chư tôn đức tăng trụ trì các cơ sở tự viện cùng về tham dự, xin được đón tiếp và cung kính giới thiệu chung. Về phía chư tôn đức ni, xin được đón tiếp và cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Hoàng, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Xin được kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Hương, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Xin được kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Giác Nhân, thủ quỹ ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Và xin được kính giới thiệu chư tôn đức ni trụ trì các cơ sở tự viện cùng về tham dự, xin được đón tiếp và cung kính giới thiệu chung. Đáp lời lời mời của ban tổ chức, lãnh đạo chánh quyền tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Dung, xã Tân Phước cùng các ban ngành đoàn thể cùng về tham dự, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp. Và trước đạo tràng xin được vinh dự giới thiệu
xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp. Xin được trân trọng giới thiệu ông Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn dân tộc tôn giáo Ủy ban Mặt trận tỉnh Đồng Tháp. Xin được trân trọng giới thiệu ông Thái Thành Thường, đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp. Về phía huyện Lai Dung, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phát Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Dung. Về phía xã Tân Phước, xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Trời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phước. Và xin được trân trọng giới thiệu quý ông, quý bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể cùng về tham dự, xin được đón tiếp và trân trọng giới thiệu chung. Vịnh đáp là lời mời của ban tổ chức, quý thân hữu tôn giáo bạn cùng về tham dự, chúng tôi xin được đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sữa, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phước. Và hôm nay, trên tinh thần tri ân đón mừng, tri ân lễ tiểu tường cố ni sư tiền nhiệm trụ trì, và cũng để đón mừng một vị tân trụ trì của chùa Hưng Quang, quý nam nữ Phật tử cùng về tham dự, thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được đón tiếp và đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng. Tiếp theo chương trình giờ đây, xin được kính mời Thượng tọa Thích Thiện Ngữ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung, trưởng ban tổ chức có lời diễn văn khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo huyện Lai Dung. Chư tôn giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc. Chư tôn giáo phẩm, Phật tử các tự viện. Kính thưa chư cấp chính quyền, thưa Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các ban ngành tỉnh Đồng Tháp. Thưa Lê Phát Triển, Phó Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Vung cùng các ban ngành và chư tôn, chư vị khách quý xã Tân Phước, quý tôn giáo bạn. Kính thưa quý vị, chùa Hưng Quang được hình thành vào giữa thập niên 40, cách nay hơn 70 năm, do bà Dương Thị Dân xây dựng và trông coi. Mãi đến sau Hòa Bình 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, chùa mới gia nhập giáo hội. Ni sư Thích Nữ Nhi Cánh được ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp phổ nhiệm trụ trì. Vì vậy, chùa nằm trong vùng sâu ngõ lắng. Công tác Phật sự gặp nhiều khó khăn, nhưng ni sư vẫn thuận trị với công việc ban trị sự đã giao phó và giáo hội. Từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, đưa sinh hoạt chùa vào nghề nếp ổn định, cơ sở vật chất khang trang, bài bảo thì vẫn còn không cơn vô cùng đẹp, thật là trăm năm khổ thủ trên ngàn đời thành trăm tuổi, thế gian khó tìm. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2016, ở vào tuổi 68, ni sư đã xả bỏ quyển thân trở về đạo cảnh với vô vàn kính thiết thương yêu của môn nhân pháp quyến chùa Hưng Quang. Kể từ đó, chùa không người trông coi quán xuyến không việc thực sự thể, cho nên môn nhân pháp quyến đặt đề nghị sư cô Thích Nữ Nhi Minh làm vị kế thực sự nghiệp vì chùa Hưng Quang. Sự đề nghị ấy được cấp tụng của chức cấp các cấp giới hội cùng sự đồng thuận của ủy cấp chính quyền mặt trận
với sự thuận duyên này, chúng tôi tin tưởng rằng sư cô Thích Nữ Như Minh kế thừa và điều hành công tác Phật sự đúng theo hiến chương và sự chỉ đạo của các cấp giáo hội và pháp luật của nhà nước. Chuẩn quan ngày càng phát triển, đó là cái hoài bão của chúng tôi với những ý nghĩa nêu trên. Chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Hương Quang hôm nay. Kính chúc sức khỏe chư tôn giáo phẩm, chư vị khách quý, các cấp chính quyền Phật tử và Phật tử được dồi dào sức khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức xin được cảm niệm tri ân lời diễn văn khai mạc của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng. Sau khi Thường trực ban Trị sự tỉnh nhận được đơn thỉnh cầu xin bổ nhiệm trụ trì chùa Hương Quang của môn nhân pháp quyến quý Phật tử, đồng thời cùng kiến nghị xin bổ nhiệm vị trụ trì mới để điều hành Phật sự chùa Hương Quang, xét thấy việc bổ nhiệm điều hành Phật sự chùa Hương Quang là hết sức cần thiết, vì qua đó sẽ đáp ứng được nguyện vọng của tông môn, thực hiện theo đúng tinh thần hiến chương của giáo hội. Thông qua các phiên họp, Thường trực ban trị sự đã có công văn đăng ký với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hương Quang, và nhận được ý kiến đồng thuận của Ủy ban nhân dân Sở Nội vụ qua công văn số 1389. Ban Thường trực ban trị sự đã ra quyết định chính thức bổ nhiệm. Giờ đây theo chỉ đạo của chư tôn đức trong ban thường trực, chúng tôi với cương vị là phó thư ký chánh văn phòng của ban trị sự Phật giáo tỉnh xin được tuyên đọc quyết định bổ nhiệm. Xin mời sư cô Thích Nữ Như Minh tiến ra phía trước để nghe tuyên đọc quyết định bổ nhiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách và toàn thể đạo tràng, giờ đây thay mặt cho ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi xin tuyên đọc quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự thành phố Sa Đéc ngày 25 tháng 7 năm 2017, quyết định số 019, quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang, xã Tân Phước, huyện Lai Dung. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, căn cứ điều 32 chương 6 hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 5 được sửa đổi, căn cứ quyết định số 407 ngày 15 tháng 10 năm 1982 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho phép Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp hoạt động, căn cứ quyết định số 287 ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuẩn y thành phần nhân sự ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 8/2017-2022, căn cứ công văn số 1389 ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp chấp thuận về việc đăng ký bổ nhiệm trụ trì chùa Hương Quang, xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Quyết định điều 1, bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Như Minh, thế danh Nguyễn Thị Bích Loan,
giữ nhiệm vụ trụ trì chùa Hưng Quang, xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Điều 2, sư cô Thích Nữ Như Minh có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự tại chùa Hưng Quang theo đúng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Điều 3, chánh thư ký Ban trị sự, Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung và sư cô Thích Bự, Thích Nữ Như Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban Hòa thượng Thích Chân Minh đã ấn ký. Quyết định này được gửi đến Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban nhân dân Phòng Nội vụ huyện Lai Dung, Ủy ban nhân dân xã Tân Phước để biết và giúp đỡ như điều 3 để thực hiện và lưu văn phòng. Kính bạch chư tôn đức, chúng con vừa tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang xã Tân Phước. Tiếp theo chương trình, chúng con kính cung thịnh Hòa thượng Thích Chân Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, lên trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang cho sư cô Thích Nữ Như Minh. Thành kính cung thịnh Hòa thượng. Cung thỉnh Hòa thượng trở về vị trí an tọa và mời sư cô Thích Nữ Như Minh chúng ta chuẩn bị để phát nguyện nhận nhiệm vụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, trụ trì một trách nhiệm, một sứ mạng thiêng liêng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp giao phó, và với tâm lực còn non trẻ và những kinh nghiệm chưa được đầy đủ, rất cần sự quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo, quý quan khách chính quyền các cấp hỗ trợ giờ đây để thể hiện với tâm lòng với ý chí. Sư cô Thích Nữ Như Minh sẽ đối trước chư tôn đức, quý quan khách và toàn thể đạo tràng phát nguyện thọ nhận nhiệm vụ. Xin mời sư cô Thích Nữ Như Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bái bạch ni trưởng bổn sư, kính bái bạch chư thượng tòa đại đức, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni, kính thưa các cấp chánh quyền, kính thưa toàn thể nam nữ Phật. Hôm nay trong bầu không khí trang trọng đầy đạo vị hoan hỷ, chính lễ tổ chức bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Quang, con yêu Thích Nữ Như Minh vô cùng vinh dự, xen lẫn xúc động trước sự tham dự của chư tôn thiền đức và sự tham dự của quý vị lãnh đạo các cấp chánh quyền cùng nam nữ Phật tử gần xa. Đây là một vụ lớn lao cho bản thân con trước bước đường phụng hành phận sự, phục vụ đạo pháp. Kính thưa quý ngài và quý vị, trong khoảng không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn mà chống tích quan, để nói lên tình nghĩa thiêng liêng cao đẹp, để hiện hiện quyền thượng quan hạ đạo hạ hóa chúng sanh, tiếp dẫn hậu lai báo phận ân đức. Kính thưa quý liệt vị, từ khi con bước vào chân vào chùa được bổn sư giáo hóa và chư tôn thiền đức dạy bộ, bản thân con nhận được rằng Phật giáo từ xa xưa đến nay và mãi mãi sau này được vinh dự của vận nước, truyền thống đạo lý từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha của đạo Phật là chất liệu gắn bó tình thương muôn thở, lý tưởng của tình thương của kiếp người, càng khẳng định vị trí của ngôi chùa cũng như hình ảnh của tăng sĩ Phật giáo trên đất nước thân yêu này.
từ ý nghĩa cao cả đó, bản thân con nhờ được hồng ân Tam Bảo gia trì, nhân duyên con về đây cũng nhờ Phật tử địa phương sớm hôm kinh kệ và được sư huynh Thích Nữ Duy Chánh tại chùa này. Đặc biệt được ban trị sự Phật giáo Viễn Long, các cấp chánh quyền sở tại mọi điều kiện giúp đỡ cho hai huynh đệ con, nhờ vậy mà con có duyên trụ xứ nơi đây, và cũng nhờ huynh sư huynh con Thích Nữ Như Chánh vừa viên tịch quá đột ngột, con không kìm được sự lễ ngọt ngào. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, nhờ phúc liên liên người tu sĩ, con vượt tiếp nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì của ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, được giao phó trách nhiệm chính thức trụ trì chùa Hưng Quang. Lúc này con nghĩ nhớ đến hai đứa sanh thành đã mang nặng đẻ đau cho con mô vóc nên hình không còn ở cõi đời này nữa, mà không giờ biết ở tại nơi đâu. Nhờ nhớ về thầy nuôi dưỡng giới thân thể mạng và sự dạy dỗ thì kính, nhớ về sự quy minh phát đệ ở chùa Hương Quang này, nhờ sự ân đức của ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự Phật giáo Viện Lai Vung cùng chùa và Phật tử Thích đã tạo thuận duyên cho con được như ngày hôm nay. Tất cả ân đức này con khắc cốt ghi tâm, đồng thời con xin phát nguyện nghiêm trì giới luật và lãnh thọ các giới của người xuất gia tu học, làm tròn nghĩa vụ của sứ giả Như Lai, hằng pháp lợi sanh, thực hiện hiến chương giáo hội, luôn tinh tấn thực hành kinh luật luận, trao dồi kiến thức ngõ hầu, phục vụ đạo pháp dân tộc, nghiêm chỉnh chấp hành giới luật của nhà nước, thực hiện các công dân Việt Nam xây dựng nếp sống tại địa phương, kiến tạo đời sống tinh thần tốt đẹp, đẹp đời, giúp phần vào công cuộc giữ gìn an ninh tổ quốc, trật trừ an toàn xã hội, vì ấm no cuộc sống cho mọi người. Với trọng trách mà quý ngài giao phó cho con thật lớn lao đối với cuộc đời con mong được sự quan tâm và chỉ dạy của quý ngài và nhiệt tình ủng hộ của Phật tử để phận sự chùa Hương Quang được dịp đủ như sở nguyện. Cuối lời tâm đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, hàng giáo phẩm ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự Phật giáo Viễn Lai Vung cùng toàn thể chư đại đức tăng ni thân kiện tâm an trí huệ để dẫn dắt hàng hậu học trên phụng sự Phật pháp. Chúng tôi chân thành kính chúc quý cấp chánh quyền, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo, sở nội vụ, ban công an tỉnh Đồng Tháp và Viện Lai Vung được nhiều sức khỏe để phục vụ đất nước. Trân trọng gửi lời đức ý Phật tử vô cùng an lạc, vô lượng kiết tường, gia đình an khang thịnh vượng, tràn hào quang của Phật. Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, vừa rồi sư cô Thích Mự Như Minh đã cung đối trước chư tôn đức phát nguyện thọ nhận nhiệm vụ, với nhiệm vụ trụ trì hết sức lớn lao và rất cần được tất cả những lời chỉ dạy vô cùng quý báu của chư tôn đức. Vào giờ này chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Năng, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni, kính cung thỉnh hòa thượng ban lời đạo từ sách tấn cho vị tân trụ trì. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại chứng minh.
Em kính bạch Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trung Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo Tông Đồng Tháp, em kính bạch Sư Tôn Đức Thanh Liên, kính thưa quý vị khách quý, quý vị đạo hữu, con giáo bạn, toàn thể nam nữ Phật tử, thánh chúng dự. Chúng tôi xin được giải lao sức khỏe của Hòa Thượng Trung Ban có lời đời đến với tâm tự trì chùa hôm nay. Quý vị quan sĩ chứng minh và chứng dự như sư cô Như Vinh, cái nhân duyên mà chúng ta đủ hội tụ mà xuất gia phát tâm vô thượng bồ đề vì tất cả chúng sinh hữu tình của mười phương pháp giới, không phải dễ mà chúng ta phát được cái đại tâm này. Khi chúng ta phát được đại tâm này, chúng ta mới tinh tấn thọ giới, học giới, giữ giới để tăng trưởng cái ý thân huệ mạng của chúng ta, để tự chúng ta có khả năng giải thoát và đem giải thoát cho nhiều người. Đây là một giai đoạn không phải dễ. Rồi một cái nhân duyên mà tạo cho chúng ta giữ cái trách nhiệm báo học tâm đức, thể hiện được cái hoài bão lớn lao của chúng ta là đem cái trí tuệ và tình thương để soi dịu nỗi đau khổ cho khắp chúng sinh, cũng như là chúng ta tạo nên cho cái sự an lạc cho khắp chúng sinh, không phải là dễ. Ý chúng tôi muốn nói là chúng ta đầy đủ cái giới định tuệ để giữ nhiệm vụ là giảng sư, là trụ trì một cơ sở tự viện, là một môi trường để cho chúng ta để mà gieo trồng cái phước trí cho vọng pháp chúng sinh thì không phải dễ. Trụ trì trong đạo Phật của chúng ta ngày xưa thì khi các tổ đình, những cái cơ sở tự viện cách đây khoảng 50 năm, 100 năm, thì khi có nhu cầu thì đến thỉnh ý những tổ đình, thì những vị đại sư, đại lão hòa thượng xét những người đệ tử có tài, có đức, có duyên thì cử đến để mà nhập tự rồi làm nhiệm vụ trụ trì. Ngày xưa thì nó đơn giản như vậy. Và cái người trụ trì lúc bấy giờ chỉ giữ cái nhiệm vụ duy tệ thiện nghiệp và phát huy nội điển để tạo môi trường cho Phật tử đến để họ học Phật pháp, chứ không có đối lưu rộng rãi như bây giờ. Bây giờ thì cái thời đại mà cơ chế chính trị, cơ chế hành chính tổ chức của chúng ta đi vào trong một cái lĩnh vực là thuộc về cái pháp luật xã hội, cho nên chúng ta có giáo hội, có quyền tham gia vào trong một cơ chế lãnh đạo của cả đất nước. Cho nên là bây giờ muốn đạt được một vị trụ trì thì chúng ta phải có tài, có đức và có duyên. Thì tài thì tạm gọi là tiêu chuẩn giáo hội bây giờ là phải ít nhất là phải tốt nghiệp trung cấp Phật học. Thứ hai là cái đức, là người đó đã gieo trồng những ruộng phước ở tại cái cơ sở tự viện đó, hay là người đó trong quá trình hoạt động Phật sự đã có thực hiện được những cái đức giải thoát tốt đẹp. Và cái thứ ba là cái duyên. Nói vậy chứ có đức, có tài mà không có duyên cũng không có gì. Đứng về phương diện mà linh linh á, bất mũi thì cái người trụ trì thế thế là tổ tổ trương thiền chứ không phải đơn giản. Rồi giáo hội của cấp huyện giới thiệu lên cấp tỉnh mới giới thiệu
qua bên chính quyền tỉnh và chính quyền tỉnh xét duyệt cái nhân thân, rồi có ý kiến đồng thuận, rồi tỉnh hội mới chính thức ra quyết định chủ trì. Đây là một cái thời gian rất là dài rồi. Thế cho nên là hôm nay thì cô Như Minh đủ duyên được bổ nhiệm, đây là một qua một tiến trình cũng không phải đơn giản. Mà được như thế thì thầy rất là tự hỷ. Cái phước, cái khí, cái công đức của cô thầy mong rằng từ nay về sau cô cũng đã hiểu được cái ý nghĩa trụ trì và làm sao hoàn thành được cái nhiệm vụ trụ trì đó là của hân hoan chúng ta trong ấm ngoài đêm thường đem lại phúc lợi cho mọi người. Ở thế gian người ta nói đế vương ý nghĩa là lãnh đạo một đất nước trong trái đất này của đất nước thôi, còn chúng ta là trụ trì, tức là trụ pháp vương gia thì như nay Đức Phật là một đấng pháp vương, Đức Phật là một cái người có khả năng để giác ngộ và thực hành những cái phương pháp đem lợi lợi lạc không những nhân loại mà từ bò vai mái cửa côn trùng loài người đương nhiên không phải trái đất này không mà khắp cùng hư không pháp giới rộng lớn mười phương. Cho nên đó là thầy gọi là pháp vương, chúng ta làm đệ tử xuất gia Đức Phật gọi là pháp vương tử. Chúng ta được trụ trì có nghĩa là ở nhà của Đức Pháp Vương gìn giữ cái tạng của những tạng pháp của Đức Phật để làm, đây là không phải trách nhiệm nhẹ nhàng. Cho nên là như thầy nói trước đây thì trụ trì là có đồ chúng đông đảo và chỉ chuyên vào nội điển và duy tuệ thị nghiệp và các Phật tử hữu duyên thì đến ngôi chùa để mà quy y xuất gia tu hành và được những bậc sư phụ trước đã truyền thụ lại thôi. Nhưng bây giờ trụ trì bây giờ nó đòi hỏi gì mà bây giờ nó có thể nói là làm dâu trong họ thì được, tại vì trụ trì bây giờ thứ nhất là phải giữ gìn cơ sở, quản lý cơ sở, xây dựng tu bổ cơ sở để đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng cúng kiến tình đám ở của những người xuất gia, những đạo tràng của người Phật tử tại gia, làm sao vừa đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu mà hoàn pháp là sanh chúng ta. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải có trách nhiệm để tiếp tăng độ chúng, để tạo điều kiện cho những người mà phát được bồ đề tâm xuất gia để mà chúng ta tạo điều kiện cho họ kế thế khai la sau này để Phật pháp được đường minh. Rồi chúng ta tạo môi trường cho chân sinh đến quy y Tam Bảo để họ thọ nhận những cái phương pháp Đức Phật đem vào trong cuộc đời để cho họ có một cuộc đời sống trong cái nhân sinh, họ được thành tựu được những phương pháp đạo đức mà họ đem ấm no hạnh phúc. Cái trách nhiệm, cái tiếp theo thì chúng ta phải có trách nhiệm là hồi xưa gọi là căn đoàn, bây giờ gọi là giáo hội trong cơ cấu tổ chức hành chánh, cho nên chúng ta phải thân cận giáo hội là những người đại diện cho tăng đoàn để mà điều hành sinh hoạt Phật sự theo cái chiều hướng chánh pháp mà các vị giáo phẩm trung ương đến tỉnh đến địa phương huyện đã thực hiện để nhằm mục đích cho ổn định xây dựng hoằng pháp lợi sanh cho tăng ni của Phật tử tất tốc độ. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hội họp thân cận để mà lắng nghe những sự chỉ đạo của cấp trên để chúng ta thực hiện cho đúng trách nhiệm của chúng ta trong cái nguồn máy tổ chức hiện tại nhằm mục đích đem lại cái sự đoàn kết cho nó được tốt đẹp. Đấy, cái
Cái thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu luật pháp đất nước và có một sự thân cận gần gũi để cùng với cơ quan chính quyền để mà cùng bàn bạc nhau trong những cái trách nhiệm cùng phúc lợi cho nhân sinh, cho xã hội. Nếu chúng ta không có kỳ thị, không có sợ con chính quyền hết, sợ mình là mình không biết pháp luật, mình sợ mình kết hợp không được tốt đối với cơ quan chính quyền là cơ quan chủ quản lãnh đạo nhiều mặt của một xã hội, cho nên chúng ta phải kết hợp lại cho đúng pháp của giáo hội, đúng pháp của luật pháp đất nước thì chúng tôi thấy rằng sẽ thành công. Cái điều thứ tư là chúng ta đối với các tôn giáo mạng luôn luôn tinh thần đoàn kết hòa hợp, mỗi người mỗi việc cùng nhau để thực hiện một cái chiều hướng là làm lành, làm thiện, làm phúc lợi cho con người để mà chứ không có nói rằng cái đạo này hơn đạo kia đạo nọ, mà chúng ta làm sao mà kết tụ được cái tính chất căn bản của tôn giáo của chúng ta là phục vụ nhân sinh thì làm cái điều đó là tốt, chứ không có kỳ thị nào cả. Đệ tử ai cũng được là đệ tử em được, bởi miễn làm sao nếu là đệ tử có tôn giáo thì phải làm đúng tinh thần người tôn giáo là sống có đạo đức, sống có phúc lợi, sống tinh thần là được thôi. Đó là chúng ta phải đoàn kết gắn bó như thế, cho nên là cái người trụ trì bây giờ là làm dâu trăm họ rất là nhiều chuyện đó, cho nên là trách nhiệm nó nặng nề như lắm. Thì cổ đức cũng có dạy chúng ta là chúng ta bản thân của người trụ trì phải nghĩ đến cảm tích bóng dễ tàn, lo chưa đầy công đức có nghĩa là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Như Lai sứ giả hoàn pháp lời sanh có Phật công đức. Cho nên cổ đức cũng nhắc nhở chúng ta là ngồi ngay ngắn nơi bồ đoàn, rửa sạch lòng nơi pháp đoàn, ngồi ngay ngắn nơi bồ đoàn là cố gắng thiền tọa an định, rửa sạch lòng nơi pháp tọa tức nghĩa là tiếp tục nghiên cứu giáo lý để tinh tấn tu để được tu tinh, ban ngày siêng năng ban đêm quên ngủ thì mới có thể phong sánh bước với người trên để mà dắt điều người dưới để được báo Phật công đức của chúng ta. Cho nên cô Như Minh đã có một quá trình tu học tốt đẹp, có một cái sự xuất gia tốt đẹp, phẩm hành rất là tốt đẹp, thì đã sống với Như Sư Như Cánh ở đây nhiều năm, thành ra cô đã đủ duyên để mà thừa kế trụ trì. Thì nhưng mà chúng ta dù thế nào chúng ta cũng không có được hoàn thành, cho nên là đề nghị cô tiếp tục để hoàn thành trách nhiệm cao cả cái trụ trì thì phải cố gắng tinh tấn học tu nhiều hơn nữa để nâng cao được cái trí huệ, nâng cao được cái sự giải thoát của mình và thể hiện được cái lòng từ bi của người con Phật của chúng ta để rộng độ tất cả chúng sinh thì đó là điều tốt. Và chúng tôi cũng kêu gọi trong đồ chúng của chùa Hương Quang cũng như Phật tử Nam Nữ, Phật tử người xuất gia, thần gia cũng tiếp tục ủng hộ cho cô Như Minh có đầy đủ điều kiện để mà thực hiện trách nhiệm của mình cho tốt đẹp. Chúng tôi cũng mong rằng quý vị tại những cơ quan ban ngành của các địa phương các Tân Phước cũng như huyện, quý vị cũng hoan hỷ, cũng quan tâm để mà cùng với sư cô thân trụ trì cũng thực hiện được để hoàn thành được trách nhiệm cao cả của người con Phật cũng như là cao cả của cơ quan chính quyền cũng như tôn giáo bạn bè. Thì chúng tôi thấy được như vậy thì có thể là chúng ta thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, gắn bó, hòa hợp và sẵn sàng học hỏi, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng đưa đến một mục đích là phúc lợi cho nhân sinh. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta dễ thành tựu thành công được rất tốt đẹp. Và thôi thì cái đó thì thời gian có hạn, thì cũng nhắc Minh cũng học trò của thầy. Nhưng mà có điều hiện nay đủ duyên vậy thì cũng rất là quý. Tôi mong rằng
ở phương trung tâm tại tu viện tổ sư của chùa Hưng Quang chúng ta thì cho cô Minh có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ thiện duyên để hoàn thành các nhiệm cao cả của người trụ trì của chùa Hưng Quang, để thế sau này Hưng Quang chúng ta mỗi ngày càng thêm hưng thịnh về mặt tu hành trí tuệ và làm lợi ích cho đời. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Xin mời sư phụ khởi thân để đảnh lễ tạ ân chư tổ đức. Nhất tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng chư tôn thiền đức tăng và tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần tặng quà để chúc mừng nhân ngày sư cô nữ Như Minh được tín nhiệm của chư tôn đức lãnh đạo đã dành những cái món quà để lưu niệm trong hôm nay. Xin mời sư cô Thích Nữ Như Minh tiến ra phía trước để đài để đón nhận phần quà đầu tiên. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Thích Chân Minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, lên trao lễ bổ nhiệm chủ trì sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh hòa thượng. Tiếp theo là phần quà của Nguyễn Lê Dung. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn. Xin được cảm niệm tri ân hòa thượng và trở về vị trí. Tiếp theo, xin mời ni sư Thích Nữ Huệ Hoàng, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Dung lên trao tặng phần quà chúc mừng của ban trị sự Phật giáo huyện. Tiếp theo phần quà của sư Lai Dung. Tiếp theo một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn ni sư và mời ni sư trở về vị trí. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Minh Thái, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp lên trao phần quà chúc mừng của Sở Nội vụ ban tôn giáo tỉnh Đồng Tháp. Phần quà của mặt trận tỉnh. Chúng ta dành một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn và mời ông trở về vị trí an toàn. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Châu Văn Tài, trưởng ban dân tộc tôn giáo mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lên trao phần quà chúc mừng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay. Tiếp theo, chúng tôi xin mời ông Thái Thành Thường, đại diện công an tỉnh Đồng Tháp lên trao phần quà chúc mừng của công an tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Phát Triển, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Dung lên trao phần quà chúc mừng của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc huyện Lai Dung. Phần quà của xã Tân Phước. Phần quà của chùa Phúc Huệ. Xin cảm ơn và mời ông trở về vị trí an toàn. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện cho chùa Phúc Huệ, thành phố Sa Đéc lên trao tặng phần quà chúc mừng. Tiếp theo. Tiếp theo, xin mời đại diện chùa Giác Tôn, thành phố huyện Châu Thành lên trao tặng phần quà chúc mừng. Tiếp theo là chùa Kim Vũ. Tiếp theo, xin mời đại diện chùa Kim Vũ, huyện Ấp Giò trao phần quà chúc mừng.
Tiếp theo phần quà của Phật tử Nguyễn Văn Sáu, anh xin cô Như Minh. Phần quà của Phật tử Nguyễn Văn Sáu, anh xin cô Như Minh. Tiếp theo tôi mời Phật tử Nguyễn Văn Sáu, gia đình của sư cô Thích Nữ Như Minh lên trao tặng phần quà, và Phật tử Diệu Hậu chuẩn bị. Tiếp theo xin mời Phật tử Diệu Hậu lên trao phần quà chúc mừng. Tiếp theo Phật tử Minh Nhật, Minh Tranh, Phật tử Thanh Tịnh. Theo xin mời Phật tử Minh Nhận, Phật tử Minh Trân. Tiếp theo Phật tử Thanh Tịnh, Phật tử và cô Trinh. Đề nghị chúng ta nhận phần quà của Phật tử Minh Nhận và Minh Trân. Tự cố chính thì nghĩ chúng ta dành một tràng vỗ tay chúc mừng. Xin mời đại diện là Phật tử ghi ở đây tên cố chính. Xin thôi xin được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, đạo tràng chúng ta dành một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn để chúc mừng và đón nhận những tấm lòng của các chúng ta nam nữ. Xin được kính mời ông Phan Văn Trội, bí thư đặc vụ ký của xã Tân Phúc lên trao tặng phần quà chúc mừng. Để chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón nhận phần quà của Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kỷ niệm cái ngày vui mà sư cô Thích Nữ Như Minh được sự tín nhiệm của chư tôn đức cũng như sự quan tâm của quý quan khách, sư cô xin có những phần quà để cúng dường đến chư tôn đức và tặng lưu niệm quý cấp lãnh đạo trong buổi lễ bổ nhiệm chủ trì sáng hôm nay. Xin mời sư cô Thích Nữ Như Minh cũng như quý vị trong bổn tự chúng ta cần để lo cúng dường những phần quà đến chư tôn đức và quý quan khách. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử khi đến ngôi chùa Hương Quang. Mặc dù chùa đã xây dựng từ lâu nhưng mà nằm trong vùng sâu vùng xa nên phần kinh tế cũng còn mọt hẹp, cho nên buổi lễ cũng tuy rằng đơn giản nhưng mà rất là giản dị và rất là hài hòa. Cũng kính mong chư tôn đức, quý cấp lãnh đạo và quý bà con nam nữ Phật tử cũng như lòng từ bi xin quan tâm và giúp đỡ đồng viên về nhiều khía cạnh về vật chất cũng như mặt tinh thần để cho sư cô hoàn thành được cái sự tín nhiệm của chư tôn đức cũng như sự quan tâm của quý quan khách và quý bà con nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể đạo tràng, buổi lễ bổ nhiệm tân trụ trì chùa Hưng Quang được long trọng tổ chức đến đây đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con đảnh lễ thành kính tri ân đến chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lai Vung và chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện cùng quý lãnh đạo chánh cực các cấp, quý nam nữ Phật tử xa gần đã về đây tham dự. Chư tôn đức lòng tiếp dẫn hàng hậu học
nên không quản đường xá xa xôi quang lâm về đây kính minh buổi lễ. Lòng từ chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm y gia phụng hành những lời dạy của quý ngài, chúc đại ân sâu dày chúng con thành tâm đảnh lễ và kính nguyện chư tôn đức pháp thể được khinh nan cụ trụ ta bà để làm một đại thọ cho hàng hậu học chúng con được nương nhờ đức độ của quý ngài tiến tu trên đường đạo nghiệp. Ban tổ chức xin được tri ân quý cấp lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo mọi thuận lợi hỗ trợ cho buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Thính Quang sáng hôm nay được thành cũng viên mãn. Kính chúc quý vị lãnh đạo được dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Ban tổ chức xin cảm niệm tri ân đến quý thân hữu tôn giáo bạn đã dành thời gian quý báu về đây tham dự ngày lễ ngày vui trọng đại của chùa Thính Quang. Xin chúc quý vị đạo nghiệp được thanh thông. Thay mặt cho ban tổ chức cũng xin cảm niệm tri ân đến quý nam nữ Phật tử xa gần đã về đây cùng dành thời gian quý báu để đốt hương tưởng niệm đến ngày lễ tiểu tường của cố ni sư tiền nhiệm trụ trì và tham dự ngày lễ trọng đại của chùa Thính Quang. Xin chúc quý nam nữ Phật tử gia đình được bình an, dồi dào sức khỏe, luôn xứng đáng là người công dân gương mẫu, người Phật tử thường thành. Kính bạch chư tôn đức, buổi lễ bổ nhiệm chủ trì chùa Thính Quang sáng hôm nay đến đây đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức trân trọng kính mời quý quan khách cùng toàn thể nam nữ Phật tử đồng đứng lên để hồi hướng kết thúc. Xin kính cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự khởi niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin na ban nghi lễ, chúng ta cung nghinh chư tôn đức quang lâm vào trong trai đường và thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý quan khách cũng như quý nam nữ Phật tử xin nhà khách dùng bữa cơm thân mật với bổn tự trong buổi lễ hôm nay. Xin cung thỉnh chư tôn đức và trân trọng kính mời quý quan khách cùng quý nam nữ Phật tử. Tin tưởng sự uy tín của
sư cô Nghi Minh và bổ nhiệm cô trụ trì đảm nhiệm Phật sự. Và cũng nhân ngày này, nơi bổn tự sư cô Nghi Minh và môn đồ sư chúng long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngài Tiểu Đường cố ni sư tiền nhiệm trụ trì Thiên Tịnh, đáp lại lời mời của môn đồ công chúng và ban tổ chức. Chư công đức đã qua năm về nên chú sứ chuyên binh buổi lễ vào giờ này cùng đón trước chư công đức sư cô Như Minh, cùng đón trước chư công đức trên lên lời tác phật cúng dường là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh, kính bái bạch chư tôn thượng tọa quý tri trưởng quý tri sư chư tôn thiền đức tăng ni, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con có duyên sự đồng hành đảnh lễ xin nhân lời đặt bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, hôm nay toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con thật cảm xúc vô biên khi nhìn thấy ánh vườn đi rực rỡ của chư tôn thiền đức tăng ni. Vì tình linh sơ tốt dục đã không quản ngại đường xá xa xôi, đáp lại lời thỉnh cầu của chư môn đồ pháp quyến chúng con, chẳng thức kiên quen đến chùa cung quen nhân ngài đại diệu tường bậc ân sư tạ tính của chúng con. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, môn đồ pháp quyến chúng con chặt lòng nghĩ nhớ thâm ơn giáo dục của thầy, sống cuộc đời giản dị ôn hòa, không màng đến danh lợi, không ngại gian lao chẳng từ khó nhọc. Thầy đã cố gắng ôm mầm đạo pháp cả một đời vì sự nghiệp hồng pháp để sanh. Nào ngờ đâu chúng con phải chịu mất đi một vị thầy đã kính, đã từng chỉ dạy lo lắng cho chúng con được ân tâm tu học, rồi từ đây cho đến ngàn ngày sau sao nữa chúng con không bao giờ nhìn lại được hình bóng của thầy con. Chúng con vẫn biết hữu sanh tất hữu tử, nhưng không bao làm sao ngăn được dòng lệ cứ mãi tuôn trào nơi khóe mắt khi đã nghĩ đến thân thầy. Người đã dạy dỗ chúng con, giờ đây những lời giáo huấn của thầy còn vang vọng bên tai, nhưng thể xác người đối với chúng con đã ngàn năm vĩnh biệt, chỉ còn lại di ảnh trang nghiêm với hương trầm nghi ngút. Người đã một đời tận tụy gian lao, không quản ngại mai đau mai ốm vì đạo pháp và chúng con, mà không nghĩ đến thân mình, chỉ mong sao đệ tử sau này tiếp nối tiền đồ Phật pháp. Ơi ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chính vì chỗ đó đắp đền đó cho nên trong ngày đại diệu tường hôm nay, chúng con đi theo lời Phật dạy thiết giai cúng dường, phẩm vật tuy đơn sơ chứa đựng nguyên dung tấm lòng hiếu kính của môn đồ pháp quyến chúng con. Trong đó kính mong chư tôn hòa thượng chư thượng tọa quý ni trưởng quý ni sư đại đức tăng ni từ bi hoan hỷ nhận phẩm vật này cho hàng đệ tử chúng con được vun trọn hiếu kính và cũng hồi hướng phước báo cũng dường này cho giác sinh ân sư chúng con thực như hạ chánh được cao đăng Phật quan của quý Phật tổ đặt rằng chư ân linh Phật tử quá vạn được thừa tư công đức được siêu sanh tịnh độ. Ngưỡng mong chư tôn đức nhập từ bi quán chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân chuyên công đức. Cuối cùng chúng con thì nguyện hồng ân tăng
do hậu chư tôn đức pháp thể tinh an đạo nghiệp chuyên thành chúng sanh dị độ để diệu dắt chúng con tu nhân học Phật. Nam mô kính minh sư Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính các Phật chư tôn thiền đức tăng già chứng minh vừa qua là bài tác Phật của môn nhân pháp kiến. Giờ đây để cho pháp lễ được trong nguyên và buổi lễ được tập hoàn công đức, chúng con đem đầu thiền thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Năng, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, chứng minh đạo sư đang để trưa hôm nay có đôi lời đạo từ đến quý môn đồ cao quý thành tâm kính lĩnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật, Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng linh, nam mô Lục Đại Chư Vị Tổ Sư, nhị đại tăng già Ân Ba Thiền. Các đại chúng linh, chúng ta chư tôn và thầy chư thượng tọa đại đức tăng ni chúng linh, chúng thưa các linh tổ ni sư, các nữ ni chánh, thiền tử thượng thiền, thiền tăng quan, chúng giám, chúng thưa cô đang cùng thiền cùng môn nhân tinh chúng năm đại phật tử. Hôm nay là ngày hôm qua chúng ta thể hiện sự hướng tâm đối với tam bảo để tỏ lòng tri ân đối với chúng tôi các phẩm ủng hộ bổ nhiệm vị trì và nhất là cá nhân là cái giáp năm của cố nhân sư thì vị trì những kỳ thành tâm các lễ đàn lễ thiết lập càng càng chúng tụng kinh chú tăng trưởng tâm trí và các pháp môn đường căn căn để tăng trưởng tâm phước để học hồi hướng đến đường lên các linh của cô nhi trưởng tìm được thiền và để mở lòng thiền thân chúng tôi trong các phẩm tự hầu chúng tôi đức thanh niên và lời các bạn cũng có chuyện này rất thông tin trong tháng và quý vị cũng nhớ rằng chúng ta để báo Phật công đức báo Phật của tổ công đức thành phố báo Phật thành của chúng ta báo ân thành chúng ta thì ngay chúng ta phải cố gắng nhớ những lời dạy của Phật của tổ của thầy để mà chúng ta phát triển cái tinh tấn thực hiện hoàn bảo tinh tấn tất cả đó và không có gì hơn là cố gắng tinh tấn học hành cho các bộ và tu tập theo tiếng hát để thật sự chúng ta phục vụ đạo pháp và nhân sinh một cách tốt đẹp. Đó là một sự cảm ơn các bạn đầy đủ thầy cảm thấy từ hôm qua cho nên chủ trì cũng là đủ gì cố gắng luôn cô linh những như công nhân tư chúng quốc gia tại gia cố gắng tiếp tục còn kết nghĩ đến thầy mình nghĩ đến Phật pháp và cố gắng tu tập mình có thời xanh thấy tốt đẹp thành hai lời công nhân nước thanh niên và chúng tôi rất là quan hỷ và cảm thán cái tâm hiếu và hiếu của quý vị và cầu nguyện được chung chung Phật và nhà hội của giáo linh của cố nhân sư cao năng tổng vị và truyền thông quan thân thân mỗi ngày được sư lâm thật sự được sư lâm thỉnh chánh người khai đạt thành pháp và đang đến đăng đạt thành pháp cho nhiều người và đây những hiện tại những về những lễ của đức công tôn phật tại những vị tổ sư chúng tôi rất tâm linh và có bốn các chân di chuyển và đi sư Phật trên chư tôn đức đã từ bi chứng minh làm thọ còn ban cho chúng con những lời pháp hoàn hảo vô cùng quý báu. Chúng con xin đi vào phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bảo. Thank you.
niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quay trở về bờ giác an vui, quyết 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 quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.